Mình chắc chắn luôn đấy, phải đến 90% tất cả những bạn đang sử dụng robot đều nghĩ rằng robot lau nhà sạch thì cái khăn này nó phải rất bẩn, nhìn nó phải bẩn. Thì hôm nay mình sẽ chứng minh một điều ngược lại cho các bạn thấy nhé, là cái khăn này nó phải sạch thì lau nhà nó mới sạch được, còn khăn này bẩn thì chứng tỏ là robot lau nhà bẩn, có nghĩa là cái khăn này nó sẽ kéo bẩn từ cái chỗ này sang chỗ kia. Thì giờ các bạn sẽ hiểu một cách rất đơn giản này nhé, muốn nhà sạch thì phải làm sạch bụi thì mới lau nhà sạch được. Đấy, thì con robot bản chất của nó là con robot, chức năng chính của nó là làm sạch bụi, tức là bụi phải được làm sạch trước. Thì thứ nhất là đa phần sẽ không chú trọng đến cái phần làm sạch bụi, tức là ví dụ như là cái tấm lọc HEPA này, để nó tắc nó không thoát được khí, rồi những cái cuộn chổi này để nó bị mắc rồi nó kẹt cứng rồi nó rách, nó làm sao mà nó đưa bụi được vào trong. Thì nó sẽ dẫn đến là thứ nhất là cái phần làm sạch bụi sẽ không được đảm bảo. Khi đấy thì con robot ở cái chức năng lau nó sẽ phải chịu một cái tải rất là lớn và nó sẽ kéo bẩn từ chỗ này sang cái chỗ kia. Cho nên là cái điều mà mình chứng minh ấy, nó chắc chắn là đúng 100% luôn. Và cái vấn đề thứ hai là khi mà các bạn dùng cái phần lau của con robot ấy, thường thường các bạn sẽ lạm dụng quá mức, tức là lúc nào cũng cho nó lau vừa hút suốt ngày, và nó đã không sạch rồi thì cứ cho lau liên tục. Trên thực tế thì các bạn nên cho con robot hút sạch xong rồi mình cho lau thì cái hiệu quả nó sẽ cao hơn rất là nhiều, và nó còn giảm được cái vấn đề là xuống cấp của con robot bụi. Thì một cái khăn, một cái dẻ lau của con robot ấy, có cái tiết diện rất là nhỏ này, làm sao nó có thể lau được sạch nhà được, thì hoàn toàn nó lau được sạch nhà nhé. Bởi vì khi mà con robot nó đã hút sạch không còn cái gì bẩn nữa rồi, thì những cái mà còn bẩn ở trên sàn ấy, nó sẽ chỉ là những cái bụi bám dính, bụi vi khuẩn khi mà mình đi chân vào nó dính dính chân đấy. Đấy, và khi mà nó lau xong ấy thì mình chắc chắn luôn với các bạn là nếu như các bạn dùng đúng thì các bạn mang cái khăn lau này ra các bạn giặt ấy, thì nó sẽ ra nước đục và mình nhìn ở trên cái bề mặt khăn này mình cũng sẽ không thấy nó bẩn, thì đấy mới gọi là lau nhà sạch. Còn nếu các bạn nhìn thấy như ở trong cái video này này, nhìn nó bị thành vệt như thế này và ở dưới thì bẩn còn ở đằng sau thì lại sạch, thì là các bạn đang dùng sai sai hoàn toàn luôn. Và nhiều bạn còn tiêu cực đến mức độ là sẽ cho những cái dung dịch khác vào, ví dụ như là nước lau sàn phách này hoặc là tinh dầu này, làm cho con robot bị tắc van này, rồi bị chảy nhựa, rồi hỏng hết các cái đường dẫn, dẫn đến là nó sẽ không thể bơm đều nước xuống được và nó không thẩm thấu được. Chưa kể việc là rất là nhiều bạn dùng cái khăn này là hàng không phải là hàng chính hãng, thì cái khăn này mình có thể dùng được 6 tháng đến 1 năm nếu mà bạn dùng hàng chính hãng. Như thế bạn tiết kiệm được mấy chục nghìn, các bạn đi mua hàng không chính hãng, cái khăn không chính hãng nó không có tác dụng gì cả. Thì đấy là lý do tại sao mà nó sẽ kéo bẩn từ chỗ này sang chỗ kia thôi. Kể cả là khi mà các bạn dùng khăn chính hãng ấy, này, như đây là một cái khăn chính hãng, các bạn có thể thấy là cái việc mà mình giặt khăn cũng rất là quan trọng nhé. Hai cái khăn này đều là hai khăn chính hãng, nhưng mà cái khăn này đang sử dụng một cái cách giặt rất là sai, là dùng xà phòng giặt quần áo để giặt. Thì như mình đã nói trong rất là nhiều các video rồi, cái khăn lau của con robot ấy, nó muốn lau sạch thì nó phải giữ được cái khả năng thẩm thấu, có nghĩa là thứ nhất bạn sẽ phải dùng nước tinh khiết để đảm bảo cái sự thẩm thấu xuống cái khăn là tốt nhất. Thứ hai là bạn phải dùng thêm các cái dung dịch nước lau sàn chuyên dụng của hãng nhé. Ở đây mình muốn nhấn mạnh lại một lần nữa cho các bạn biết là dung dịch nước lau sàn chính hãng nhé, tức là mình sẽ không nói đến các cái đồ nhái, đồ fake. Đấy, thì khi đấy cái khăn nó mới có thể thẩm thấu được. Còn nếu mà bạn dùng xà bông, xà phòng, tức là xà phòng giặt quần áo ấy, bạn giặt cho cái khăn ấy thì khi mà khô ấy, thì nó sẽ cứng đơ lại như mình đang cầm đây cho các bạn thấy này. Còn khi ướt thì nó sẽ bết lại thì nó sẽ không thể thẩm thấu được. Nó giống như là mình dùng cái khăn mặt, nếu mà bạn nào mà đã từng giặt cái khăn mặt bằng xà phòng giặt quần áo thì các bạn sẽ biết ngay là khi mà khô thì nó cứng đơ lại, còn khi ướt ấy, nó bết vào và mình lau vào mặt nên nó mình sẽ không thể lau sạch được. Đó, thì khi mà mình giặt khăn ấy, mình cũng phải giặt đúng. Tức là nói chung ấy, để ra được một cái kết quả tốt nhất, tức là để con robot nó có thể phục vụ được bạn ấy, thì nó sẽ phải tổng hợp
toàn bộ tất cả cái việc mà cách các bạn sử dụng con robot, từ cái việc mà dùng hút như nào, dùng lau ra làm sao, thay phụ kiện như nào, và cái cách vận hành con robot như nào, cũng như là cái việc giặt khăn như nào, pha chế nước như nào, sử dụng như nào, thì tất cả những đấy nó rất là quan trọng. Chính vì thế cho nên là nếu như các bạn, những ai mà đang sử dụng đúng thì sẽ thấy chắc chắn mình nói là chính xác. Chứ là nếu mà việc mà cái khăn này nó bẩn thì có nghĩa là các bạn đang được sử dụng sai. Cái khăn này nó phải sạch thì nhà nó mới sạch. Có nghĩa là con robot nó đã làm được tốt nhất việc của nó, đấy là hút sạch bụi. Thì khi đấy nhà nó không còn cái gì để nó bẩn nữa, thì khi đấy cái khăn ấy nó sẽ phát huy tối đa cái hiệu quả thẩm thấu của nó. Cái điều này nó cũng sẽ lý giải 100% lý do cho tất cả những bạn chưa dùng robot, hoặc là dùng robot nhưng thấy nó cũng không được hiệu quả cho lắm. Là cái lý do vì sao mà một cái khăn bé tí xíu này nó lại có thể lau sạch được cả một cái nhà diện tích 200-300 m² là một chuyện quá là bình thường. Tuy nhiên cái điều kiện để nó làm được như thế thì các bạn phải dùng đúng theo tất cả những cái gì từ đầu đến cuối video mình vừa nói.